giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi, sạc dự phòng massage. Có sẵn với dung lượng pin 5.000 và 10.000 mAh. Sạc dự phòng của chúng tôi có 3 cổng. Một là cổng Lightning để sạc vào, một cổng khác để sạc ra bằng Lightning. Đây là cổng USB loại C cho cả đầu vào và đầu ra. Đây là nút nguồn,